Đấy, ok uh, Vậy thì vẫn là thông tin về Các buổi thi thử Ở trên website cũng như là Ở trên app của Dũng Modi Thì như các bạn có biết rồi Thì trong tháng 6 này thì Dũng Modi Đi có uh, tổ chức Chiến dịch thi thử Online miễn phí uh, Với các dạng đề thi thật Bám sát đến 95% Và có kết quả ngay sau khi thi Thì uh, Ngoài ra thì ngay sau khi các bạn làm xong thì chúng ta các bạn sẽ có những cái bảng xếp hạng như thế này để biết là mình đứng uh, đứng đứng trong top bao nhiêu đúng không ạ và sẽ có một cái biểu đồ kết quả theo kỹ năng để các bạn đánh giá được xem là các kỹ năng của mình đang tốt hay là đang còn cần phải bổ sung ở phần nào hay là điểm nào nhé đó cũng như là có thể xem lại đáp án được ngay sau khi làm bài thi mọi người nhớ rất là nhiều bạn comment về và không biết xem đáp án ở đâu đó, và so sánh điểm thi kỹ năng với những lần thi trước Có biểu đồ như thế này mọi người ạ Đấy. Và lịch thi của chúng ta thì đợt này đã là đợt thứ tư rồi Tức là bắt đầu từ tối nay đến hết ngày chủ nhật này sẽ là đợt thi thứ tư Và đợt thi cuối cùng của chúng ta chính là ngay sát trước kỳ thi tuần sau luôn mọi người ạ là Đợt số 5 mọi người nhá Sẽ bắt đầu từ <laughs> thứ sáu và kết thúc từ thứ bảy À kết thúc thứ bảy để chủ, nhật, để chủ nhật chúng ta còn đi thi đúng không ạ? Đó thì chúng ta còn hai đợt thi nữa. Mọi người cố gắng sắp xếp thời gian để uh, thi thử để um, thứ nhất là xác nhận xem mình đã uh, có thành quả đến đâu rồi và thứ hai là xem mình cần phải bổ sung thêm những kỹ năng gì mọi người nhá. Ok. Và về buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với series livestream 8 tuần đếm ngược với nội dung đó là về phần từ vựng chữ Hán và ngữ pháp N2 và N3 mọi người nhá. N2 và N3 Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nha mọi người Câu số 1 ạ Mời các bạn chọn cách đọc đúng của chữ Hán đang được gạch chân ở trên câu Ê, Trần Hiền 3, Trúc Linh 3, Ngô Thị Bình 3 Có vẻ như là câu đầu tiên này khá là dễ đúng không? Senso Chữ Hán này không hề dễ so với level 3 mọi người nhá Đó, nên là mọi người đã biết được chữ Hán này rồi Chứng tỏ là mình cũng học đã khá là chắc rồi đấy mọi người ạ ừ. Senso là chiến tranh đúng không ạ? Sono Tức là đã có rất là nhiều người tử vong hay là mất trong trận chiến tranh đó Được chưa nào? So. hãy cảm ơn bạn Bảo Long và bạn Hoài Nam đã ghi ra cái phần dịch của câu này nhá Còn những đáp án còn lại đây nó sẽ không có nghĩa Nó lừa chúng ta ở phần âm đục Âm đục Và ở cái việc là nó có trường âm hay là không nhá Thì từ senso của chúng ta sẽ có trường âm Chữ tranh có trường âm nhé mọi người nhá. Hãy ok vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước đến câu số 2 ạ. Câu số 2. Từ này thì chắc chắn là nếu mà nói ra đọc ra thì mọi người sẽ biết ngay nghĩa là gì, còn quan trọng là mọi người có nhớ mặt chữ Hán của nó không thôi. Xuân Trường 3, Nguyễn Hằng 3, Quý tộc 3 là độc thân ạ. Uh, ngân Sàng cũng 3. Ok, có các bạn à, có bạn nào có đáp án khác không? Độc cư xin desu ne. So. Ok. À, vậy thì đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án số 3 rồi đúng không ạ? Độc cư sinh mọi người nhé chứ không phải là zin. Không phải zin. Chúng ta có thể loại bỏ luôn nhá. Cũng không phải là tô cự mà là đô cự mọi người nhá. Độc cư sinh, độc cư sinh là độc thân. Câu này là gì ạ? Kono kaisha tổ Ở công ty này thì có nhiều người độc thân, nhiều người ế đấy mọi người. Rồi, chúng ta hay trêu nhau như vậy đúng không ạ? Ừ. Ờ, ở buổi họp ở công ty này nhá, cậu Nguyễn sang nhá. Ừ. はい、3番に à, bây giờ chúng ta sẽ tìm chữ Hán đúng với từ vực này, từ 優勝ですね優勝優勝できるよう Nhìn qua mình đánh giá thì bốn chữ Hán đầu tiên này đều giống nhau rồi nên chúng ta không có gì phải so sánh chữ Hán đầu tiên cả. Mà chúng ta sẽ đi so sánh bốn cái chữ Hán ở đằng sau. Đúng không ạ? Bốn chữ Hán ở đằng sau. Rồi đầu tiên có bạn Thủy Tiên chọn đáp án số 2 ạ. À, Mai chọn 2, bạn Xuân Trường chọn 3, Nguyễn Hằng 2, Ngọc Tiến 2, Quý Tộc 2 là chiến thắng đúng không? Ngọc Trai cũng 2 ạ. Thanh Thùy 2, Bình Sàng cũng là 2, Gấu Nguyễn 2 để rồi <laughs> ờ, kim chàng cũng hai này ok vậy thì chúng ta sẽ có đáp án câu này chính xác là đáp án số 2 mọi người nhé uh, you show ở đây là chiến thắng chữ này chính là chữ thắng đấy mọi người trong từ khát dự đấy khát dự ừ. thắng nhé mọi người nhé you show thì kriyo nhỉ để mà giành được chiến thắng đúng không hay là để mà có thể chiến thắng thì hàng ngày tôi rất là gì đấy nỗ lực hay là cố gắng luyện tập nhá. Ok. Rồi, con, cái này là chữ gì ạ? You should đúng không ạ? You should là cái sự ưu tú ấy. giỏi ấy. Nhá. You should một người nào đó rất là ưu tú, rất là giỏi đúng không nào? Còn cái chữ đằng sau này nó là cái chữ thưởng mọi người nhá. Thưởng trong cái từ thưởng phạt ấy, à cái phần thưởng ấy. Đó, còn chữ này là cái chữ chứng. À. Rồi. Chờ. câu tiếp theo là câu số 4 ạ. Câu số 4, chúng ta có từ gạch chân là từ gijutsu. Gi Vậy thì chữ Hán của nó sẽ là chữ nào trong bốn đáp án dưới đây ạ? Mọi người có thể thấy là bốn chữ Hán đằng sau nó đang giống nhau nên không có gì để so sánh, đúng không? Chúng ta sẽ so sánh bốn chữ Hán ở đằng trước. Bóng bóng hai là kỹ năng. Rồi, kim chàng cũng hai ạ. Hồ. Hai. À. yến sang hai. Ok, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 2 mọi người nhé kỹ thuật Kỹ thuật chúng ta sẽ có Bộ thủ ở đằng trước, thủ ở đây là cái tay đúng không ạ So,ですね Kono terebi ni ba saishi no gijitsu ga tsukawarete iru Tức là Chiếc TV này thì được sử dụng Kỹ thuật mới nhất Tức là người ta sử dụng cái kỹ thuật mới nhất Để tạo ra, để làm ra cái chiếc TV này Được chưa ạ Ngoài ra thì có một cái chữ hán ở trong N3 mọi người cũng được học rồi Chính là cái chữ này, đứng đằng trước mà có cái bộ mộc như thế này nó sẽ là cái chữ eda đó mọi người cành cây ấy nhá eda rồi Đấy, ok câu số 5 nha mọi người nhá câu số 5 đây là một cách đọc đặc biệt ok cảm ơn lan dương sàng nhá minh an sàng cũng chọn hai ạ bực ạ vừa nãy ngay đầu ngay đầu tiên khi mở câu này mình có nói gì ạ đây là một trường hợp đặc biệt đã là đặc biệt thì sao À, đã là đặc biệt thì sao ạ? À? thì nó sẽ không ghép âm on lại với nhau đâu mọi người ơi, đúng không? nếu ghép âm on lại với nhau thì nó lại là trường hợp bình thường rất rất bình thường rồi, đó. nên là câu này chúng ta sẽ cần phải xem lại một chút xíu nha mọi người nhá. biết đâu tuần sau đi thi chúng ta gặp phải câu này thì sao, đúng không? OK, đã có bạn nào kịp đi tra từ điển câu này chưa? <cười> <cười> haz の二階でななに so, Hai, des. Oh, yeah. mono nhá. Oh, mono nó ghép bằng gì ạ? À? nó ghép bằng hai âm cân của hai chữ hán này, chứ không phải ghép bằng âm on nữa. nếu ghép âm on thì nó lại chuyển atarima Atarimae rồi, là cách ghép rất là bình thường, rất là phổ thông rồi. nhưng một cái trường hợp đặc biệt nó dùng hai âm cân của hai từ vựng để ghép hai chữ hán để ghép lại với nhau. thì đây đọc là mono oto oh, đúng không ạ? Nhá, thì nó vẫn là âm thanh thôi ở đây là mono to ga shita danh từ gà sư đựng dịch là có cái gì đó nhé mọi người nhá có khi mà có đồ vật hay có một sinh vật sống hay một sinh vật nào đó thì dùng là a đự hoặc là i đự đúng không nhưng mà khi có một âm thanh, khi có một mùi vị, khi có một màu sắc, khi có một hình dạng nào đó thì người ta sẽ sử dụng cách nói là sư đự mọi người nhá chứ không phải là a đự hay là y đự nữa đấy nên ở đây mọi người lưu ý ở đây là có một cái âm thanh đúng không ờ, có âm thanh phát ra ở tầng 2 một cái nơi mà rõ ràng là hay là chắc chắn là không hề có ai sống ở đấy cả nghe thấy tâm linh chưa ạ tiếp theo câu số 6 này thứ nhất người ta đố mình là có trường âm hay không thứ hai nó sẽ là hiệu hay là hệ đúng chưa ạ ừ. là hiệu hay là hệ còn chữ phu thì giống nhau rồi 相手チームの方が人数が多いのは何々だ Rồi Lan Hương chọn 4 là Hukou à, Hàng Sang chọn 3 là Cô Hê Ví tộc 3 không công bằng à, Đình Ngọc ba, Minh An 3, Nguyễn Liên 3, Ngọc Trai 3 Đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 3 đó mọi người ạ Hê Hê trong từ Hê Hoa ấy mọi người he hoa hòa bình á đúng không ạ đó he hoa hòa bình thì đây chính là he thằng này anh he đó hư cô he và có trường âm nhá chữ công công trong công viên đó mọi người công viên có trường âm không có đó rồi vậy thì thứ cô he là không công bằng hay còn gọi là bất công đấy. cái việc mà việc mà làm sao số lượng người của đội đối thủ nhiều hơn của bên mình Đấy là một chuyện không công bằng Rồi nhá, chúng ta chuyển tiếp sang câu số 7 ạ Ô xa mẹ, đây là một câu khó <laughs> Đây là một câu khó được chưa ạ Bốn đáp án bên dưới đều có cách đọc là ô xa mẹ Nhưng chữ hán nào nó mới có ý nghĩa phù hợp với nghĩa của câu này Đấy là cái điều chúng ta cần phải tìm và đấy là cái điều người ta đang đố mình ở đây chứ không phải chỉ đơn thuần tìm chữ Hán có cách đọc như thế này đâu nha mọi người nhá. Tại sao đa số mọi người gặp cái chữ này đúng không? Đa số gặp cái chữ đằng trước này, đáp án số 1 này. Ô sa được ở cái đáp án số 1 này nó là cái gì ạ? Là dê kiếu ô sa được là nộp nộp thuế ấy, mọi người. Còn đây là gì? Khư nhiễu ô sa được. Không thể nào mà nộp đất nước được mà phải là <laughs> đúng rồi phải là chị quốc nha mọi người nhá. Chữ chị đây này. Cai chị Cai trị. Osameru. được dạ 3 bản Đầu tiên chữ ở đáp án số 1, "Jikin o osameru nộp thuế nộp cái gì đó." Còn osameru này là cái chữ cái việc mình thu vào ấy, thu gom cất đồ vào đâu đó ấy. Nhá. Còn osameru ở đáp án số 4 thì là cái việc học hỏi cho dồi thêm kiến thức chữ tu mà tu trong tu nghiệp á tiếp theo câu số 8 của chúng ta nha cái này là chúng cái từ của chúng ta gặp rất là nhiều ở bên nhật omawari san đúng không ạ quan trọng chữ hán của nó là gì kesatsuken wa omawari san ni shitagatte shitagatte ngữ pháp á đúng không shitagatte hataraku inu no koto des à Sân trường chọn một ạ mawari này á cái này là xung quanh á <laughs> Nguyễn Hằng chọn 4 ạ. 4 đây đúng không? Đình Ngọc 1, Yến Nguyễn 1, Hana Bùi 4, Quý Tộc 4, uh, Lớp Love Kiss 1, Thanh Miền 1, Cộ 4, Cảnh Ngô 4. Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 4 <laughs> mọi người nhá. Đáp án số 4 ạ. Ồ mà đi sang. Đây mới là tuần tra nhá. Đây mới là tuần tra, đây mới là viên cảnh sát. Được chưa Còn cái này chỉ là cái chữ chữ xung quanh thôi. Xung quanh. Ừm à, uh, Mấy cái chữ này đều không phải <laughs> Mình có thể gạch luôn Nhưng đáp án số 4 á Thì người ta đang giải thích về Về con gì đấy Chó nghiệp vụ ấy mọi người Chó nghiệp vụ chính là nói về Những chú chó mà làm việc theo à, Theo sự chỉ đạo Của những chú cảnh sát um. sổ so, để Ok um. Tân cảnh à Wow, tên hay quá Tiếp theo À, đây là lớp luyện đề mọi người nhé, ừ. đây là thông tin về lớp luyện đề, lớp luyện đề, đề ở đây là lớp luyện đề online học qua các video mọi người ạ, video thì ở trong đây sẽ có chữa đề thi quá khứ rất là nhiều mười mấy gần hai mươi đề thi quá khứ của các năm trước đây, à, mục tiêu thì mọi người có thể à, vừa kiểm tra năng lực của mình cũng như là ôn lại những kiến thức cũng như là tìm hiểu thêm về những cái mẹo những cái cách làm đề thông qua cái việc chữa đề đó, được chưa? Hình thức thì chúng ta sẽ học qua web hoặc là app của Dũng Modi mọi người nhé Ok Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với phần từ vựng của N3 Tìm một từ phù hợp điền vào chỗ trống à, Bác Giang bố nạ Di Thịnh bố nạ Sơn trường bố nạ Cũng là vạc 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 Kare ni moratta prezento akita So, so desu ne So desu Hai Parashi desu vá cơ ba cự đây là cái sự háo hức hồi hộp gì đó ý là tôi uh, vừa hồi hộp vừa háo hức vừa mở cái gì đây cái món quà mà uh, anh ấy tặng rồi nhá còn uh, solo solo là cái gì ạ à? solo solo ikimasho solo solo kaidimaso đã đến lúc rồi sắp đến lúc rồi đúng không ạ cái này dùng rất là nhiều còn soa soa đây là cái việc mà mình đứng ngồi không yên lo lắng đấy bất an ấy nhá Uh, còn yy ở đây là nói về cái chuyện, việc nói chuyện nhưng mà có hai hướng hai hướng một hướng là nói chuyện rất là rôm giả rất là niềm nở một hướng tiếp theo thì người ta cũng có thể sử dụng cho cái nghĩa hơi tiêu cực một chút nói về cái việc là nói chuyện nhiều quá hơi ồn ào ấy. Nhớ. có hai nghĩa cả tích cực và tiêu cực tiếp theo chúng ta đến với câu số 10 uh, chỉ cần biết được chữ hán thôi là chúng ta biết được đáp án là gì đúng không bốn chữ ở bên dưới bốn đáp án bên dưới thì nghĩa khá là dễ chủ yếu là từ này đọc là gì có nghĩa là gì thôi Duy Thịnh ba Bảo Long ba chạy trốn Bạch Trang ba ok rồi đáp án của chúng ta chính xác là đáp án số 3 từ này đọc là khi nan khi <laughs> nan lánh nạn lánh nạn tức là chạy đi chỗ khác để tránh những cái uh, như kiểu là thiên tai lũ lụt các thứ đó đúng không nào <laughs> thì ở đây cái từ mà có nghĩa sát nhất tương đồng nhất với cái từ hinan ở đây chính là cái từ nigete nigete ta xài mọi người hãy chạy đi trốn đi đúng không ạ ừ. rồi narande nara bự là gì là sắp xếp đúng không ạ hay là vào và cái này là isoide mọi người nhá isoide là nhanh chóng là gấp đấy so hay ok tiếp theo là câu số 11 của chúng ta rồi ok Đáp án chúng ta chính xác là đáp án số 1 scoshi mọi người nhá Đấy, ya yeah, ya yeah, ở đây là hơi Thì nó sẽ tương đồng sát nhất với cái từ scoshi là một ít Là hơi rộng Rộng một chút thôi, đúng không? À, căn phòng này thì rộng hơn căn phòng khác một chút Hơi rộng hơn so với căn phòng khác Đó, thì cái mức độ của nó sẽ là một chút, một ít thôi, hơi hơi thôi Còn đai bự này ở đây là gì? Đai bự là gì mọi người? là cái việc mà cái gì đó nó đáng kể đúng không đáng kể đó tức là cái mức độ của nó khá là cao khá là nhiều chứ không phải là chỉ là scoshi nữa đó hay là mốt tụ là hơn nữa là cái uh, mức độ rồi đúng không hơn nữa cái cộ là khá là khá là thì mức độ của nó cũng sẽ là mức độ cao rồi chứ không phải là hơi hơi như thế này nữa đúng không đó nên là chúng ta sẽ bỏ qua ba đáp án còn lại nhá ái gì chưa gì Những từ vựng rất quen thuộc luôn mọi người. Xin đã nói về báo rồi thì nó phải là cái gì đúng không? Xin vui nộ là nè nhí. Ô, yo mẹ ba. koto ga dai tai Huy San bốn là tiêu đề đúng không? Rồi mai Sang bốn xuân trường bốn ạ Ok. Ẩi À, đáp án của chúng ta chính là đáp án số 4 Từ này sẽ đọc là Midashi mọi người nhé Midashi là tiêu đề Nếu mà đọc tiêu đề đúng không? Hay là chỉ cần đọc tiêu đề của tờ báo thôi Là mình cũng đã có thể Đại khái hiểu được Hiểu được cái gì ạ? Hiểu được hay là biết được đúng không? Cái chủ đề đang hot bây giờ Đấy, những cái chủ đề qua đây Dạ Ừ, so, des desu Còn số 1 là mi ai À, Miyai này thì dạ, rất là quen thuộc chính là mai mối là mối đấy mọi người. À, xem mắt, ừ, xem mắt. Tiếp theo, miokuri miokuri đi, là đưa tiễn, ừ, đưa tiễn ra sân bay chẳng hạn. Rồi còn số 4 là à số 3 là mikake, mikake là vẽ bề ngoài, vẽ bề ngoài nhá. Ừ, số đấy nhé. Hai, ja, 13 bằng. Ừ. Từ này sẽ có từ nào là từ đồng nghĩa với nó Duyên Nguyễn ba Kết ba Bảo Long ba tìm kiếm Các bạn có tra từ điển không mà toàn trả lời đúng hết đấy Lệ thương và Thanh miền tìm kiếm à? Ok ừ. Chúng ta sẽ có từ này là gì ạ Ken sắc cử đúng không Là tìm kiếm nhé mọi người nhá Report ni hitchiyo na hon o toshokan de kensaku shita. Uh, tức là tôi đã tìm kiếm những cái cuốn sách mà tôi cần thiết để viết báo cáo ấy ở đâu đấy? ở thư viện Được ra thư viện tìm những cái cuốn sách mình cần đúng không ok chính xác ừ. con số 1 là yon đã đọc này tạ mượn vay này kê ta tìm thấy này ok chưa ừ Ai ju yong bằng Câu này thì khó rồi. nên là y soi đe nhá, cái từ này vừa nãy mình gặp rồi đấy, là vội vàng là gấp đó. Cái này là ki ni là để ý đến là quan tâm đến. Sân trường một, duyên Nguyễn ba Sắc kia là vừa nãy. Nan to là không hiểu sao bất chợt kiểu gì đó. À so desu ne. Hai, 3 ban desu yo. Nan to na Đúng nào. bất chợt bất ngờ đột nhiên. Uh, tức là mình bất ngờ nhìn ra ngoài đúng không? tức là bất chợt nhìn ra ngoài thì thấy tuyết đã à, tuyết đã rơi đó. ồ dự để Ừ. Đó. nó là một cái việc gì đó nó không có chủ đích ấy. không có chủ đích thì là bất chợt bất ngờ đột nhiên cái này là không hiểu sao nó lại như thế đó thì nghĩa của nó sẽ sát sát như vậy còn những cái khác là vừa nãy này thì sai đúng không? Uh, gấp gáp này cũng sai này hay là để ý quan tâm đến nên là tôi nhìn ra ngoài thì cũng không phải này nhá rồi hãy ok chuyển sang phần ngữ pháp mọi người ơi ngữ pháp n hai ạ ngữ pháp ở đây chúng ta có gặp lại ngữ pháp của sư ghi là của n bốn đó mọi người sư ghi của n bốn và gặp thêm dư nhí na cự tê các thứ này cái nào đúng đối với những cái bài mà nó có ghép hai ngữ pháp lại với nhau như này ở đây là sư ghi và đây là dư nhí đúng không thì mình sẽ xem là bốn đáp án đấy nó ghép những cái mẫu câu nào với nhau đây vẫn là sư ghi nhưng đằng này chỉ có dự thôi chứ không phải là dư nhí mà lại chữ nhí nó lại nhảy vào giữa đấy mọi người đúng không mình phân tích bốn đáp án trước tiếp theo nhí này sư ghi này rồi lại na cự này rồi sư ghi ở đây rồi này mô na cự này đó, sau đó mình xét về ý nghĩa ok đáp án số 1 em mọi người nhá các bạn đều chọn đúng đáp án rồi chính là mẫu câu sky sugi rồi cộng với dư nhí ở đằng sau dư nhí là gì ạ chính là nai đế đó dư nhí bằng với nai đế không làm về trước mà làm về sau không làm v 1 mà làm v 2 tức là không sử dụng quá nhiều sạch mà rửa rửa qua thôi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 16 ạ Câu số 16 Mai Sàng 4, Xuân Trường 4, Ngô Tiệp 4, Xuân Nguyên 4, Minh An 4, Duyên Nguyễn 4, toàn 4 hết ạ 4 là gì ạ? Dokoro Đô ka -đô Ngữ pháp Dokoro đô ka -đô có nghĩa là gì ạ? À so des, chẳng những không đúng không? Chẳng những không <laughs> Chẳng những không mát mẻ Mà hơn nữa nó còn cái nóng nó còn trở nên gay gắt hơn đấy ý là đến tháng 9 rồi bước vào tháng 9 rồi vậy mà Thì nhà chẳng những trời nó không mát mẻ mà tôi dường như tôi cảm thấy là cái nóng nó còn ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn hay sao á đấy là cái cảm giác của mình nhé yona kiga sư đây là một cụ yona kiga sư là mình cảm giác như là cảm giác giống như vậy ừ. đây là chẳng những không a mà còn b Nhá, chẳng những không a mà còn b ừ. rồi đó còn đáp án số 1 thì sao nhí hai trái ngược lại về cái việc gì đó và trước hết xét về cái mặt xét chữ tô tức là cái kết hợp của nó ấy, thì nó sẽ kết hợp với danh từ nha mọi người nhé danh từ của mình nhí hai trái ngược lại thường sẽ là trái ngược lại những cái gì ạ những cái kỳ vọng những cái nguyện vọng những cái lời kêu gọi của người khác thì khi đó sẽ là nhá uh, thì sao uh, thì là. nếu mà phải làm cái đằng trước thì tôi thà làm cái đằng sau còn hơn nếu mà phải lấy anh ta nếu mà lấy anh ta thì tôi thà ở vậy còn hơn đó kiểu như vậy nhá cái lựa người ta muốn thể hiện rằng là cái lựa chọn ở đằng sau ấy mặc dù nó cũng không phải là cái điều mình muốn nhưng mà nếu mà bắt làm cái đằng trước thì tôi thà làm cái đó còn hơn Tôi chọn cái đó Nhá <laughs> Rồi quá, Moto đi thì sao? Quá ừ. một chi đông đó, đúng không? Cái đằng trước là đương nhiên và cái đằng sau cũng thế nào đó Rồi Ok, thì đấy là câu số 16 nha mọi người nhá Tiếp theo chúng ta đến với câu số 17 ạ Câu số 17 Khá là dài đúng không? Nhưu học top 2 là cậu ấy. cậu ấy làm sao ạ? Tất cả cái cụm đằng trước chính là bổ nghĩa cho cái từ cậu ấy đúng không? Cậu ấy là một người như nào? Là cái người mà từ trước đến giờ từ lúc nhập học đến giờ thì thành tích luôn là top, top đầu, luôn đứng số 1. Đấy. Và ở trong cái bài test lần này thì nó ra nhờ cậu ấy về vị trí số 2 tức là cậu ấy đứng top 2 thôi đó nên là ba chấm ba chấm ba chấm à bảo long như thể là lan anh hai đúng không ừ. số so, ok hãy nhị cứ như thể là tức là thực tế thì cũng không phải như vậy thế nhưng mà cái cảm giác giống như thế thì ở đây là gì ạ Quay lại, cậu ấy là một cái người mà trước giờ lúc nào cũng đứng top 1 nhưng ở cái bài test lần này cậu ấy bị à, bị tụt xuống top 2. Đấy. Thế nên là cậu ấy đã làm sao? Suy sụp, ochikonderu đúng không? Ochikonderu ừ. 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 là suy sụp cứ như thể là jinsei ga owatte shimatta. Cứ như thể là chết đến nơi rồi ấy. Đó. Cuộc đời kết thúc ấy, chính là cứ như thể chết đến nơi rồi ấy. Đó. <laughs> so phải <that's right. cười> cứ như thể là thực tế thì không phải là như vậy. thực tế thì không phải là như vậy thế nhưng mà cảm giác của người ta như thế. <laughs> ừ rồi ừ so sánh đấy mọi người so sánh nó rất là hay đi với cái đầu là ma đự đế nó cũng tương tự như mấy cái như là Yona, na yo nhí mi tai na mi tai nhí á. cứ như thế là cái dạng so sánh nhá. Ok, kato mô tốt thì nó sẽ là gì? Ngay sau khi, ngay sau khi cái hành động v đằng trước kết thúc một cái thì người ta làm luôn cái hành động v thứ hai ở đằng sau, nhá. Ngay sau khi làm v đằng trước thì người ta làm luôn hành động v đằng sau. Bố tôi vừa về đến nhà một cái đã lại đã lại đi luôn rồi, kiểu như thế thì nó sẽ sử dụng cái kato mô tốt, kato mô e bảo. Khakiri thì là um, trong cái giới hạn nào đấy hay là trong một cái phạm vi nào đấy nó trong cái phạm vi mà tôi nghe được tôi nhìn được thì được đằng sau sẽ là những cái đánh giá của mình đúng không và va đi nhí thì khá là dễ rồi dịch là vậy mà thế mà nó sẽ có nghĩa tương tự với nồ no nhí có một chút sắc thái nó sẽ hơi khác thì chúng ta sẽ uh, tìm hiểu kỹ uh, sau nhá còn tạm thời thì mình sẽ thường nhớ là va đi nhí nó gần sát với nồ no nhí để cho nó dễ nhớ vậy mà thế mà được chưa? ok và cuối cùng chính là phần bài sau à, bài sau này thì thuộc level n ba thôi nhé mọi người nhé n ba thôi ạ tuy nhiên thì cũng là những cái câu mà nó uh, lừa mình nó hay cho những cái điểm nho nhỏ vào nhỏ để lừa mình shigoto ga isogashi công việc quá bận rộn ba chấm Nại, không có không có cái gì ạ không có gì thì mình xem nhé nang cả năng càn là một cái dạng liệt kê liệt kê đằng trước sẽ là những cái gì đấy mà một là một cái mà mình liệt kê ra để cho người khác lựa chọn hoặc là liệt kê ra lấy những cái ví dụ tiêu biểu thứ hai cái đằng nội dung đằng trước sẽ là cái mà mình coi thường mình xem nhẹ đấy là hai sắc thái Được chưa đằng trước có thể là liệt kê ra một cái gì đó tiêu biểu này thứ hai sẽ là à, xem thường coi nhẹ cái đó nhớ đằng trước sẽ là một cái danh từ gì đấy rồi khi mà wa khi mà wa cái thời gian rảnh thì thế nào đấy onsen nhị là suối onsen đấy chợ từ nhí ở đây thì mình sẽ phải xem cái gì nó đi với onsen nhá itte iru đi chắc chắn là onsen nhí ite được cái chợ từ nhí này nó chính là dùng kèm với nhí kèm với ite được rồi đi đến đâu đó đúng không còn khi mạ này thì nó phải ghép với nai còn gì nữa làm gì còn cái gì ghép với nai được nữa khi mạ này không có thời gian rảnh vì công việc quá bận rộn nên tôi không có thời gian rảnh để làm gì đấy Để đi onsen Đúng không? Để đi onsen Đó, vậy thì trước tiên đáp án số 2 à, Số 2 ở đây này 3, 4 sẽ phải ghép với nhau này Đúng không? Quan trọng là còn thằng số 1 kia thì nó ở đâu? Số 1 thì giống như vừa nãy mình có nói là nó sẽ đi với danh từ Danh từ ở đây thì có danh từ nào ạ? Đằng trước nó phải là danh từ Danh từ ở đây chỉ còn mỗi cái thằng onsen thôi Nhưng nó lại đang cách bởi chợ từ nhí thì có được không? được nhá mọi người nhá ừ. Nên là số mấy là số 1 ừ. nhá số 1 sẽ nằm ở giữa vị trí 3 và 4 được chưa ạ rồi bình thường thì sẽ là onsen nang cả itte shima và này không có trợ từ nhí cũng được không cần chợ từ nhí cũng được luôn Nhưng ở đây người ta thêm vào Thì mình phải giải quyết nó thôi Đúng không? Người ta thêm vào thì mình phải giải quyết nó Còn về bản chất thì cái chợ từ nhí ở đây Hoàn toàn có thể, không có Onsen nanka itteru bát nai là đã câu đã ok rồi Nhưng vì là câu người ta cho vào đây Là làm khó mình á mọi người Nhá ừ. Rồi Ok Onsen itteru nanka wa nang ka hi mạ wa nai nhá it tê năng nang ka hi mạ wa nai cái, cái 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 sự kết nối giữa ba cái này nó rất là rất là khập khiễng <laughs> ok nhá thì đấy là một cái trường hợp mà mình có thể rút kinh nghiệm cho những cái câu sau câu khác tiếp theo mình sẽ đến với câu số 19 ạ Tăng <laughs> lớp câu này có ăn điểm không? câu 19 ạ câu này thì khá là dễ này Bio Đằng sau gá sẽ là gì nhỉ mọi người nhỉ? Đằng sau gá sẽ là hai trường hợp, một sẽ là một động từ, hai sẽ là một tính từ. Có tính từ không? Không có thì nó sẽ phải là động từ nhá. Rồi, tiếp theo konna ni omoshiroi gakki, gakki là một cái nhạc cụ nào đó. Và nai to chỉ là tôi cảm thấy không có cái nhạc khí, không có nhạc cụ nào mà thú vị như thế này. Đó, vậy thì mình xem bốn đáp án. 1 năm mai ni narai hajimeta no daga đằng sau gà sẽ là một cái vé gì đó nó hơi ngược lại một chút đúng không? khi Hiku hô độ khi đến đây là đã thấy có sự kết nối rồi này ba hô đồ đúng không? nên là ba sẽ phải đi với hai khi kê ba khi hodo hô độ khi ba khi càng chơi thì tôi càng thấy thế nào đó à, rồi vậy thì <laughs> cái gà nó đang tách hai tách câu thành hai vế rồi đấy mọi người vậy thì nó tách ở chỗ nào đúng không tiếp theo câu cuối này khi kê yo nhị ý là tôi muốn biết chơi muốn biết chơi muốn biết chơi gì ồ thì kết hợp với cái với cái đặc điểm là đằng sau gà sẽ là một động từ hoặc một tính từ thì ở đây đáp án số 4 sẽ khá là phù hợp ở đây mình có thể đọc thử nhá bayo ga hikeru yo naritakute là vì là tôi muốn à, tôi muốn biết chơi cái đàn violon ấy thế nên là tôi đã làm gì đấy thế nên là thế nên là một năm trước tôi đã bắt đầu chơi nó đúng không và và hikeba hikuhoto và càng chơi thì tôi càng thấy càng chơi thì tôi càng cảm nhận được là à, không có cái loại nhạc cụ nào mà nó lại thú vị được như thế này hợp lý chưa xong rồi 41 nhá, 32 này. Sao đang ở vị trí sao rồi? vị trí sao đang ở vị trí số 2 nhá mọi người nhá. Nên là đáp án sẽ là đáp án số 1. Còn đây chắc là đang lấy đáp án của vị trí sao ở ở vị trí số 3 đấy mọi người ạ. Đấy, câu số 20. Gỡ gạc câu số 20 nào. Sen sen. 皆さんは1と何々何? omo hito wa imasu Đây là lời của giáo viên nói, giáo viên đang nói gì đấy với các bạn học sinh của mình là mọi người ý là các bạn ơi đúng không? Ba chấm ba chấm một lần này. Gì đó, à, cái người mà bạn nghĩ là có cái người nào mà bạn nghĩ là gì gì đấy không? Atte muốn gặp thử. À có cái người nào mà bạn muốn gặp thử gì gì đó đúng không? Ý tốt này. De Đế y đúng không mọi người? Đế y Tạm thời ghép thằng đế y ở đây Khá là hợp lý này Kara Đế y kara à. Rồi các bạn đang chọn 3, 2, 4 1 à, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 3, 2, 4, 1 à. <laughs> Rồi đế y kara Ok Nhá Chúng ta sẽ có gì ạ? 3 ở đây. 2 đi với nhau đúng không? De ikara. Đó. Chúng ta đã có cái cụm đấy rồi thì cái đằng sau chúng ta sẽ dễ ghép thôi đúng không? 3 2 4 đã phải ghép với nhau rồi thì còn cái thằng số 1 để ở đâu? Đó. Thì mình sẽ để thử thôi, một nó sẽ ở đằng trước, hai nó để ở đằng sau. Mình ghép thử là được đúng không? Ừ thì là ichido de ikara atte mitai to omou hito wa imasu ka? 3 2 4 1 đó. Hoặc là mọi người có thể thử, thử ghép ngược lại là ghép to mo hito wa ghép thử xem câu nào nó xuôi hơn là được. À rồi. Nên là ở đây chúng ta sẽ vị trí sao đây nhá. Vị trí sao ở vị trí số 2 chúng ta sẽ có đáp án là i. Ok chưa? Càng những câu mà có những cái chữ hạ có những cái trợ từ này, những cái trợ từ đứng lẻ như này là những câu mà rất là hay dễ bị dối Hay dễ bị dối Ok, và đây cũng là câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay Và như thường lệ chúng ta sẽ có một câu danh ngôn tiếng Nhật Để gửi cho các bạn một cái thông điệp nào đó Rất sợ điền sao hả? Mình cứ chịu khó mày mò ngồi làm nhiều á Mình sẽ hiểu ra cái quy luật của nó nhé Hãy ok, mời các bạn đọc và dịch thử câu trên đó là gì ạ dù là có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì đó không phải là vấn đề nó không hề uh, vấn đề nó không phải nằm ở đó đúng không mà cái điều quan trọng ở đây là gì ạ là cả là chúng ta cần phải có mục tiêu mục tiêu để hướng đến nó uh, ok nhá dù có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì nó cũng không phải là vấn đề đâu mọi người ừ. điều quan trọng ở đây là chúng ta cần phải có mục tiêu của mình mục tiêu để chúng ta hướng tới đúng không nào ừ. ok rồi rất là cảm ơn mọi người nha hai desu